Trước khi trả lời cô vấn bạn, lại là mình, chị Thúy Huệ, sinh viên khóa 1 năm 2 của trường đại học doanh nghiệp MBS. Có buổi học hôm nay của bộ môn đạo đức kinh doanh của thầy Nguyễn Đình Hùng của phụ trách dạy môn này. Thì chuyện ở cái keyword của buổi học hôm nay đó là chương trình đạo đức kinh doanh là gì? Thì ở hôm nay chúng tớ học được rất là nhiều các cái phần nhỏ cái key bên trong đấy. Nhưng mà với cá nhân tớ thì tớ logic được hai vấn đề như sau, đó là những cái sự liên quan của doanh nghiệp và những mâu thuẫn bên những cái mâu thuẫn ở bên liên quan của doanh nghiệp là như thế nào. Thì trước tiên mình xin phép là được nói về cái phần là bên liên quan của doanh nghiệp là như thế nào. Thì bất kỳ một doanh nghiệp nào đó đều có đầu vào và đầu ra, thì giữa đầu vào đầu ra nó tạo lên một cái giá trị của doanh nghiệp, đúng không ạ? Tạo ra một giá trị doanh nghiệp thì cái giá trị của doanh nghiệp này nó là bao gồm các bên liên quan với nhau, liên quan như thế nào. Thì ví dụ mình lấy ví dụ như sau ạ, chúng ta vẽ một cái sơ đồ ở một cái hình tam giác này, đúng không ạ? Thì ở trên này là sản xuất, ở bên này là bán hàng, và bên này là gì ạ? Cái liên quan của cái sản xuất thì cũng như là cổ đông đi. Thì nó có rất là nhiều cách khác nhau để hiểu. Chúng ta sẽ hiểu rằng là tạo ra giá trị là gì? Tạo ra giá trị là tạo ra các cái xung quanh của cái hình tam giác đấy và giúp nó có một cái gọi là chuẩn bộ môn của mình đang học, đó là bộ môn đạo đức kinh doanh. Thì khi một cái doanh nghiệp tạo ra giá trị, tương đương với nó phải là tạo ra những cái gọi là đạo đức, những cái gì nó có những cái tốt đẹp nhất. Thì ở đây thì mình có tìm hiểu ra được các phần sau. Phần thứ nhất của một người ở một doanh nghiệp hay là một cá thể của một bộ tổ chức nào đó muốn làm tốt một cái vấn đề gì đó, họ phải có những cái thứ nhất là công bằng, có công bằng ở trong tổ chức của chúng ta. Cái thứ hai đó là minh bạch. Cái thứ hai là minh bạch. Cái thứ ba là trung thực. Cái thứ tư là liêm chính. Và cái thứ năm là phụng sự. Thứ sáu là gì ạ? Là có trách nhiệm. Và cái cuối cùng đó là sự cam kết. Tại sao nó là thế ạ? Khi chúng ta là một doanh nghiệp, chúng ta phải đảm bảo những cái này. Thì đương nhiên nếu mà chúng ta đảm nhiệm được những cái điều này thì tất ắt hẳn là doanh nghiệp của chúng ta có sự phát triển rất là lớn, có sự phát triển đi lên rất là vượt trội. Và biết rằng là hiện nay mà những cái liên quan này nó bằng mối quan hệ thân thiết với nhau, nó mà hài hòa được thì nó lại là một cái gì rất là happy, không phải là sự bàn cãi của doanh nghiệp nữa, phải không ạ? Nhưng ở bên cạnh đó, lời nói không giống như thực hành, ước mơ không bao thể hiện được nếu những cái sự mâu thuẫn của các bên liên quan nó ảnh hưởng trực tiếp đến, ví dụ như là của một cổ đông thì bị ảnh hưởng tới lợi nhuận, mà cổ đông lợi nhuận sẽ xếp bằng doanh thu. Nếu mà hai cái này doanh thu mà không đáp ứng được thì sẽ không có lợi nhuận, mà không có lợi nhuận thì chắc chắn rằng sẽ không có phần cho cổ đông, không có sự phân chia cho cổ đông. Thì như vậy nó sẽ không có sự công bằng, minh bạch hay là trung thực hay là liêm chính cái phụ sự gì đó cả, đặc biệt là không có sự cam kết, phải không ạ? Như thế rằng là chúng ta hiểu rằng một sự là muốn có cổ đông có cổ phần thì đương nhiên rằng là cổ đông có cổ phần và cổ đông phải có lợi nhuận về cá nhân mình, thì cái lợi nhuận đó phải bằng doanh thu, và doanh thu phải trừ đi chi phí. Cái chi phí này nó phụ thuộc vào đâu ạ? Chi phí này nó phụ thuộc vào ngân hàng. Nếu mà doanh thu và chi phí nó chiếm dụng của ngân hàng thì đương nhiên sẽ có sự gọi là sự nghệ thuật, và nó sẽ làm cái gì đó cho doanh nghiệp phát triển được. Và chúng ta biết rằng là tất cả các tập đoàn lớn hay là công ty vừa và nhỏ đều đang chiếm dụng vốn của các nhà đầu tư hay là vốn của ngân hàng, đúng không ạ? Kể cả các công ty lớn, tập đoàn lớn Việt Nam đến riêng hay là thế giới nói chung, họ đang chiếm vốn của doanh nghiệp, chiếm vốn của ngân hàng và cổ đông. Nếu mà họ không làm vậy được thì chắc chắn rằng cái công ty của họ
họ sẽ kiểu như không có thể nào mà có dòng tiền luân chuyển và dòng tiền để nuôi sống được, vì chúng ta là một doanh nghiệp. Dòng tiền, tiền là cái mỏng, là mạch máu, là nguồn máu của một doanh nghiệp. Nếu mà mất máu thì đương nhiên là chết, cũng giống như con người chúng ta vậy luôn. Con người chúng ta sống là nhờ máu, không có máu chúng ta sẽ chết chẳng hạn. Thì bên cạnh đó nó sẽ có những cái lợi, những cái mâu thuẫn như sau. Từ bên cái lợi nhuận nó mâu thuẫn như thế nào? Nó lên mâu thuẫn từ với người lao động, nó mâu thuẫn với người khách hàng. Tại sao lại nói là của người lao động? Lợi nhuận chúng ta phải có nghĩa là lợi nhuận chúng ta phải chiếm vốn, chiếm thời gian, chiếm công sức, gọi là bóc lột lao động của người lao động đi, thì khi đó họ mới tạo ra một sản phẩm, tạo ra được sản phẩm của mình, thì nó mới tạo ra lợi nhuận, những cả làm được cái gì đó, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là khách hàng. Tại sao lại là sự mâu thuẫn khách hàng? Khách hàng thì muốn rẻ và lợi nhuận lại khách hàng mà muốn rẻ, muốn sản phẩm tốt, nhưng doanh nghiệp nó lại khác, nó muốn sản phẩm mình có giá trị, nó muốn sản phẩm mình lên tầm mới, họ phải, doanh nghiệp nó phải đưa sản phẩm mình lên, nâng giá mình lên. Như vậy sẽ mâu thuẫn giữa khách hàng với lợi nhuận của chúng ta. Nếu mà tăng giá lên để có lợi nhuận lớn, hay là giảm giá, có nghĩa là hài hòa giá để có khách hàng, thì hai cái sự mâu thuẫn với nhau nghe như thế là biết rồi, phải không ạ? Cái thứ ba đó là mâu thuẫn từ nhà cung cấp cho đến doanh thu. Tại sao lại là thế ạ? Nếu mà doanh thu tốt thì nó sẽ bị chiếm lợi dụng, chiếm vốn của nhà cung cấp. Và cái cuối cùng của chi phí đó là vấn đề này, còn nói rằng là chiếm vốn của thuế, có nghĩa là trốn thuế, hay là sử dụng những cái gọi là luật lách ở trong cái tài chính tiền tệ, trong cái gọi là bảng kế toán, phải không ạ? Trong đó họ sẽ lách một cái phần gì đó để không bị mất thuế quá nhiều, hay là chi phí trong môi trường. Tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều tìm hiểu, đều phải có mất một cái khoản cho môi trường, vì đơn giản là doanh nghiệp hiện nay thì đều thải những cái chất bẩn, chất độc ra môi trường. Nếu mà họ không xử lý, họ không có chi phí cho cái chất thải đấy, thì cái môi trường nó sẽ rất là ô nhiễm, và nó sẽ tạo nên một cái gì đó rất là bất chắc cho cái doanh nghiệp đó. Và họ, nhưng mà rằng là doanh nghiệp luôn luôn tìm cách lách luật để tránh cái nộp những cái liên quan đến môi trường, vì họ nghe môi trường là gì, họ ở môi trường có ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào. Nhưng thực tế rằng là họ luôn luôn tìm những cái nguyện biện để phản ánh lên cái sự sai trái của doanh nghiệp mình. Vừa nãy mà mình có nói một chút nữa là lợi nhuận thì có cạnh tranh với đối với thủ cạnh tranh này. Ví dụ như là hai người với nhau mà đối thủ mà chơi xấu thì đương nhiên là sẽ không được, phải không ạ? Hay là truyền thông, nếu rằng là nếu mà truyền thông chúng ta biết rằng là nó rất là lớn, rất là kinh khủng, công ty chúng ta làm tốt có thể bị chết nhờ truyền thông. Vì tại sao mình gọi là thế? Vì nhà báo nói có thể là sai, hoặc là nguyện biện những cái đúng của công ty mình, biến cái đúng thì cái sai, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái gì đó làm cho doanh nghiệp chúng ta mất đi uy tín, mất đi cái sự lựa chọn cho doanh nghiệp của ta. Và có một câu nói rằng là rất là hay và mình muốn truyền tải với mọi người ở trong cái chương trình đạo đức kinh doanh này, đó là con người có trách nhiệm mang giá trị cho muôn sinh, tạo ra giá trị cho nhân sinh muôn loài vạn vật. Vì sao ạ? Con người chúng ta mà có giá trị, tạo được ra giá trị với nhau, thì tạo ra tất cả mọi thứ xung quanh, đó là nhân sinh muôn vàn vạn vật, đó là từ cây cỏ, từ môi trường, từ tất cả những con người về xung quanh của chúng ta. Như vậy, và có lẽ rằng đây là cái chương trình mà bộ môn mình khó hiểu nhất, sẽ dẫn đến mà là tình trạng là mình sẽ là người truyền tải thông tin không phù hợp và không đúng, có thể là không đúng thật, có thể là đúng như thiếu ý bên trong đấy. Thì mong rằng các bạn thầy cô mà đã xem video này của mình thì vui lòng chúng ta cùng nhau comment và sửa sao cho mình, góp ý cho mình để cùng nhau đưa bản thân chúng ta lên giá trị một tầm mới. Rất cảm ơn thầy cô.